Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân thủ ý để thể tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác. A Lang Tam Ma Tam Bồ Tho Pha Va Bồ Tăng Pha Văn Tăng Na Phi Va Đề Mi Sa Ca Tô Pha Va Ta Tham Mô Tham Mang Ma Sa Mi Suppatibanno bhagavato sevaka sankho sankhaṃ namāmi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính để lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Người do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh gia họ cho chư tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và thực hành bát cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu xuống đoạn tận khổ thành tựu được thánh khí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay chúng ta tiếp tục một cái từ Atapi. Thì Atapi chúng ta đã tìm hiểu qua với ba cái thời giảng rồi. Thì giờ đây cái thời giảng này cũng xem như là một thời giảng để tóm gọn lại. Thì xin thưa vậy là cái Atapi chúng ta đồng nghĩa chữ Atapi có nghĩa là sự tinh tấn. Thì cái sự tinh tấn ở đây chúng ta muốn nói tới tinh tấn trong cái pháp thiện, chứ không phải là tinh tấn ở trong cái pháp bất thiện. Bởi vì cái sự tinh tấn này nó có hai loại. Một loại là tinh tấn ở trong pháp bất thiện và tinh tấn ở trong cái pháp thiện. Mà cho dù rằng nó tinh tấn ở trong pháp thiện hay là trong pháp bất thiện, thì bất kỳ một cái sự thành công nào nó cũng phải giờ có cái tinh tấn. Mà cho dù một tên trộm đạo nó muốn trộm được những cái tài sản của người gia chủ, nó cũng phải có nỗ lực, nó phải cố gắng, nó cũng phải kiên trì mà để mà nhân cái cơ hội người gia chủ sơ ý hay là bất cẩn hay là căn phòng không có tốt đẹp thì nó vô nó lấy những cái tài vật, những cái đồ có giá trị hoặc là tài sản của người gia chủ đó. Thì mặc dù nó cái tinh tấn này nó thuộc về dạng bất thiện, nhưng mà rõ ràng là cái sự thành công này nó cũng phải có một cái sự nỗ lực trong đó. Hay là những cái người ngoại đạo trong thời Đức Phật, họ cũng cố gắng muốn sự giải thoát, nhưng mà sự giải thoát của họ nó có sai lầm, cho nên họ mới vào trong cái mùa đông thì họ xuống sông Hằng họ tắm. Họ cứ nghĩ rằng khi tắm vậy họ thả trôi đi cái phiền não, hoặc là trong cái mùa nóng bức thì họ ngồi ở bên cái đống lửa lớn để mà họ hơ. Họ nghĩ rằng họ hơ vậy thì để cho những cái phiền não nó được bị khô cạn đi. Thì cái sự kiện mà họ tinh tấn như vậy được gọi là tạp tinh tấn. Tuy nhiên cái sự thực hành đó chúng ta có thấy rằng nó cũng đem tới một cái gì đó cho cái họ chứ không hay không, nhưng mà cái một cái gì đó nó là một cái nỗ lực, nó một cái sự chuyên cần, nó là một cái sự cố gắng. Thì cái điều mà tạp tinh tấn này chúng ta không bàn tới, chúng ta chỉ bàn tới cái tránh tinh tấn, tức là một cái tinh tấn là đúng đắn. Atapi là một sự kiên trì hay là một sự nỗ lực một cách đúng đắn. Nhưng mà ở trong cái sự tu tập về Atapi hay là tu tập về cái tinh tấn, thì trong bộ Bát Thí Samphira Mắt Gá mà ngài Indachanda hay là Indachanda mà dịch từ cái Tam Tạng Bali sang qua Việt ngữ, tức là cái bộ mà ngài Indachanda lấy cái tên gọi là Phân Tích Đạo đó, thì ở trong cái tập 2 thì ngài mới giải thích rằng cái bản Pali ra đó, tức là Patthi Samphira Mắt Cá đó, thì ngài nói là tu tập nó có 4 cách tu tập. Tức là cái tu tập nằm cái với một cái ý nghĩa là không vượt trội những cái pháp đã sanh lên. Đây là một cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai gọi là tu tập là cái một ý nghĩa là làm cho các quyền
có một cái phận sự duy nhất là chứng đạt được cái niết bàn. Đây là một cái sự tu tập ý nghĩa thứ hai. Các quyền ở đây mới chỉ cho tính tấn niệm định tuệ, tức là những cái quyền này nó phải có một cái phận sự duy nhất, tức là ê cá đó xá, phận sự duy nhất để mà chứng đạt được niết bàn. Đây là một sự tu tập. Tu tập thứ ba là làm với ý nghĩa là khởi động cái sự tinh tấn thích họ để mà chứng đạt niết bàn. Đây là một cái ý nghĩa của sự tu tập thứ ba. Tu tập chúng ta có một cái từ Pali gọi là Pavana đó. Pavana có nghĩa là tu tập, tức là rèn luyện hay làm tiến hành. Thì một cái ý nghĩa thứ tư của sự tu tập nữa là tu tập với ý nghĩa là rèn luyện. Đó là bốn sự tu tập như vậy. Thì cái sự tinh tấn á, chúng ta tu tập về cái pháp Atapi, tức là cái pháp tinh tấn cũng phải nằm ở trong cái bốn cái đạo độ này, bốn cách thức này. Thì cái một sự tinh tấn mà thái quá cũng là một điều không có nên. Thì chúng ta phải biết điều tiết cái sự tinh tấn, không nên hăng hái trong giai đoạn đầu để rồi thối giảm trong cái giai đoạn giữa, hay là hăng hái trong giai đoạn đầu rồi bắt đầu trùng trần ở trong giai đoạn giữa, rồi cuối cùng thì nó đi xuống một cái sự lui sụp ở giai đoạn cuối cùng, hủy bỏ cái giai đoạn công phu của chúng ta. Cho nên cái người mà có Atapi á, những người mà kiên trì một cách điều đặn chứ không có hăng hái lúc giai đoạn đầu rồi thối giảm ở cái giai đoạn giữa và cuối cùng buông bỏ ở giai đoạn cuối, thì điều này không phải là người tu tập cách Atapi. Có một cái câu chuyện là được ghi nhận ở trong đại phẩm, luật đại phẩm, tức là Maha Quá tập 2. Có một câu chuyện như vậy là khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự về kinh thành Rajagaha gần Vương Xá, để thứ nhất là để giải phóng những cái lời hứa của ngài đối với vua Bimbisara, tức là vua Bình Sa. Vua Bình Sa có thỉnh nguyện ngài là khi nào mà ngài chứng đạt được cái đạo giải thoát thì ngài về đây là tế là độ cho tẩm. Đó là Đức Thế Tôn hay là cùng Bồ Tát, ngài im lặng ngài nhận lời. Điều thứ hai là ngài đi tới cái thành Rajagaha Vương Xá đó để tế độ những cái người hữu duyên trong đó. Cho nên khi ngài đi tới kinh thành Vương Xá cùng với 1000 vị tỳ khưu ở Uruvela, cầm đầu trong 1000 vị tỳ khưu đó, tiếng là ngài Uruvela Kassapa, ngài đi vào trong thành Vương Xá với 1000 vị như vậy đó, thì nghe tin Đức Thế Tôn cùng với 1000 vị đến thành Vương Xá ngự bên ngoài thành, thì vua mình ra rất là hoan hỷ và mới cùng với quyết định cùng với 120.000 những bà la môn từ quan đại thần cho đến những thứ dân đi tới ý kiến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì trong cái cuộc hội ngộ đầu tiên này, Đức Thế Tôn ngài đã tế độ cho 110.000 người chứng quả dự lưu, trong đó có vua Bình Sa, và 10.000 người còn lại thì là quy y nương nhờ lên Tam Bảo. Với một cái thành quả tốt đẹp như vậy, mà sau đó thì vua Bình Sa cúng dường cái Tịnh Xá Trúc Lâm, cái dường trúc á, quy lũ quanh á, quy hà rá đến cho Đức Phật cùng với Chư Tăng để mà làm nơi cư ngụ. Thì khi mà thọ nhận cái rừng trúc này thì quả đất rung động lên, cũng như Ma Ám Chỉ muốn nói rằng là Phật giáo đã có cái cơ sở mà đã mọc rễ ở trong cái nhân loại này, cho nên là rất là hoan hỷ. Vua Bình Sa lại là một cái người rất tích cực hộ pháp, sau khi cúng dường xong rồi xây dựng những cái trí xong, ông muốn cho một cái tăng đoàn được phát huy một cách trọn vẹn nữa, thì ông mới cái đất nước Ma Cá Xá, tức là Ma Kiệt Đà đó, có tất cả là 80.000 ngôi làng. Thì quý vị là lãnh tụ quân, tức là vua Bình Sa,
là cái vị vua lớn nhất ở trong cái 80 ngôi làng đó, mới truyền chiếu chỉ là 80.000 cái thôn trưởng hãy đến với kinh thành Trá Ca Há Vương Xá để hội kiến với Đức Thế Tôn, để hội kiến với Đức Vua nhé. Đức Vua thì trong đó có một cái người vị có tên là Sona Koivisa. Vị này là con của một vị thôn trưởng ở trong cái làng xứ Champa. Champa là một cái kinh đô rất là lớn trong thời đó, nhưng mà thuộc về cái lãnh địa của vua Bình Sa. Và vị này có tên là cô có biệt hiệu là cô Lý Vĩ Xá. Bởi vì trong cái tạng luật ghi rằng là ở cái lòng bàn chân của vị này có những một cái đốm lòng rất là mịn, cho nên vị này đi rất là êm ái, nó nhẹ nhàng giống như là một con mèo đi à. Mà tướng vị này rất là mảnh khảnh, cái đặc tướng đặc biệt như vậy, và lại là con của một cái gia chủ lớn ở trong cái xứ Champa. Thì theo cái sử liệu của Tích Lan thì xứ Champa đó là một cái vùng đất ở Ấn Độ đã thành rồi, nhưng mà có một số người, một số dân rất là nhỏ đã dùng cái thuyền để mà đi buôn, và cái số dân này đã đi tới cái vùng ở vùng Đông Nam Á này, tức là cái nước Việt của chúng ta đó, đã định cư ở nước Việt chúng ta, và họ cũng đầu tiên họ cũng lấy tên là Champa. Cho nên chúng ta cứ gọi tạp cái dân tộc này chúng ta gọi là Chiêm Thành. Nếu dân Chiêm Thành đó, từ cái chữ Champa mà ra. Thì cái người nào mà ở Việt Nam á thì biết về sử liệu á thì chúng ta biết rằng á cái dân Chiêm Thành nó chiếm từ ở Thanh Hóa đổ về trong Nam này rất là nhiều. Cho nên và cái dân Chiêm Thành này đã bị cái người Việt đã phong tính, là xem như họ chỉ còn là một số ít ở hiện nay, chỉ còn ở Phan Rang hay là Phan Rí mà thôi, rất ít. Và cái Phật giáo mà nó truyền vào trong cái nước Việt Nam này nè, là độ vào khoảng thứ bảy, thế kỷ thứ bảy sau Tây lịch, chứ không phải là đợi đi tới thế kỷ thứ 18, 19 như bây giờ. Mà cái Phật giáo thời đó là cái Phật giáo của cái Tantra, tức là của cái mật tông cũng có, là Phật giáo của Nguyên Thủy cũng có, rồi Phật giáo của Mahayana tức là Đại Thừa cũng có. Cho nên trong cái lời nói đầu của bộ sách Bát Tí Sâm Phi Ra Mắt Cá đó, thì ngài Chánh Đá Chánh Đá mới sưu tập những cái lời của cái vị sen Sải Vương ở tại xứ Sri Lanka đó. Thì theo cái sử liệu thì cái Phật giáo đã đi tới cái nước Việt Nam vào cái khoảng thế kỷ thứ bảy sau Tây lịch. Cho nên mà cái dân tộc đó được gọi là Champa, hay chúng ta gọi nôm na là cái Chiêm Thành. Và cho nên cái công việc mà dịch thuật từ song ngữ từ tiếng Bali sang tiếng Việt á, ngài Đá Chanh Đá này được cái sự trợ giúp cũng rất là hữu hiệu, có cái nhiều cái điều đặc biệt để mà hoàn tất cái công việc này. Ở đây chúng tôi chỉ nói thêm vậy thôi, nhưng bây giờ mới trở lại cái vị gọi là Sona Koivisa. Bởi vì vị này có tên là Sona, cái người rất là mảnh khảnh, không có cao lớn hay là to cao lớn gì cả, rất là mảnh khảnh. Nhưng mà ở cái đặc biệt ở dưới lòng bàn chân lại có những cái đốm lòng. Cho nên nghe cái tiếng cái tướng đặc biệt của cái ngài Sona Koivisa này, nên vua Bình Sa mới cho triệu tập 80.000 vị phong trưởng, tức là những cái vị mà trưởng làng, và gửi chiếu chỉ mong rằng là Sona
cô Diếp Vi Sa đến diễn kiến Cẩm. Thì bà mẹ của ngài Sô Ná mới biết là Đức Vua muốn nhìn xem cái tướng đặc biệt, tức là những cái chòm lông ở dưới lòng bàn chân của ngài Sô Ná này. Thông thường chúng ta cái lòng bàn chân chúng ta không bao giờ có cái lông, chúng ta lòng bàn chân chúng ta trơn tru à. Nhưng mà cái vị này đặc biệt là có một cái những cái cụm lông ở lòng bàn chân, đó là một cái điều rất là đặc biệt. Mà cái người Ấn Cổ họ tin đây là một cái tướng rất là đặc biệt. À, cho nên vua Bình Sa muốn xem cái tướng đó. Thì bà mẹ mới dặn ngài Sô Ná rằng á, khi con tới á là biết rằng vua Bình Sa muốn xem cái những cái đốm lông chân ở lòng bàn chân con, thì con đừng có duỗi chân ra. Mà nếu mà con duỗi chân ra thì sẽ bị phạm thượng, bị coi như là thất lễ đối với vua Bình Sa. Thì con hãy ngồi tréo chân lại, tức là người chúng ta gọi là ngồi kiết già đó. Và khi mà ngồi kiết già lên, đây là một cái thế truyền thống của người dân Ấn Độ. Bây giờ khi mà tới cái phần quán thân trên thân, chúng tôi sẽ nói về cái thế ngồi truyền thống của Ấn Độ này, tức là ngồi theo cái tréo chân, tiếng Pali gọi là Balanka. Và Balanka có nhà hai chân nó xếp tréo lại, thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là ngồi kiết già đó. Nhưng mà từ chữ Pali là Balanka có nhà tréo chân, đây là một cái tư thế rất chắc chắn và rất là kiên định. Thì bà mẹ dặn ngài Sô Ná đó, khi con tới á, đóng lòng với lòng bằng chân con đó, thì hãy con hãy ngồi tréo chân lại, tức là ngồi kiết già đó. Thì khi ngồi đưa vậy thì hai lòng bằng chân thì dựng lên phía trên, và Đức Vua sẽ thấy những cái đốm lông ở cái lòng bàn chân như vậy. Thì khi mà Đức Vua đã quan sát được, Đức Vua rất là hoan hỷ và mới nói với 80 ngàn vị thôn trưởng rằng là chúng ta nên tới đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài bậc A La Hán chánh đẳng giác rất là khó kiếm ở trên đời này. Cái người mà được xem như là tối thượng nhân thì là không phải là dễ tìm, rất lâu và rất là lâu mới gặp được một vị chánh đẳng giác này. Thì khi mà Đức Vua dẫn 80.000 vị thôn trưởng, trong đó có ngài Sô Ná Cô Diếp Vi Sa đi tới, thì khi tới gặp một vị thị giả của Thế Tôn, vị thị giả này có tên là Sakata. Thì vị thị giả này 80.000 vị thôn trưởng tới gặp vị thị giả này trước. Vị thị giả nói thì các vị hãy chờ đợi đây chút xíu, tôi sẽ trình lại với Đức Thế Tôn sao. Rồi cái ngài Sakata biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở hương thất của Đức Thế Tôn. Và từ ở trong ngoài hương thất, ngài Sakata nói là bạch Đức Thế Tôn, có 80.000 vị thôn trưởng muốn xin đến xin ý kiến Đức Thế Tôn, ý của Đức Thế Tôn như thế nào. Thì Đức Thế Tôn ngài đã nhận lời, nhưng mà ngài sẽ nói rằng này Sakata, hãy chọn một chỗ thật là trống trải và thật là rộng rãi, và cũng là một chỗ rất là râm mát, không có nóng quá, không có lạnh quá, ở trong cái khu rừng trúc đó, để cho 80.000 vị thôn trưởng tới để có chỗ ngồi một cách thoải mái như kia. Thì vậy ngài Sakata đáp là thưa dân bạch Thế Tôn, rồi biến mất tại chỗ. Ngài đi tới một cái nơi theo ý Đức Thế Tôn, ngài dọn dẹp, ngài dùng thần lực dọn dẹp ra xong, có những cái chỗ ngồi rất là im tốt đẹp. Nơi đó nó không có bóng râm mát, nó không có nóng mà cũng không có quá lạnh, và sắp xếp như vậy. Rồi ngài Sakata là biến mất tại chỗ, nơi tới cái hương thất của Đức Thế Tôn, đứng hiện ra và tác bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, cái nơi đã sắp xếp cho 80.000 vị thôn trưởng đã hoàn tất, thỉnh Đức Thế Tôn tới để thuyết giảng lên pháp hội. Thì Đức Thế Tôn ngài đi ra cùng với Sakata đi tới, đến ngài ngồi ở chỗ được soạn sẵn. Thì bây giờ tâm chỗ 80.000 vị thôn trưởng đó chú ý vào cái ngài Sakata mà không chú ý vào Đức Thế Tôn. Còn cái tâm này rất là lơ đãng, là tâm này rất là
không có phải là một sự cung kính tốt đẹp đối với Thế Tôn. Biết được cái tâm trạng của 80.000 vị thông trưởng đó. Bởi sao? Bởi vì 80.000 vị thông trưởng này thấy Ngài Sakata thể hiện năng lực thần thông vậy là thích thú và cái gọi như là tôn kính, kính phục Ngài Sakata rất là nhiều. Do đó biết được cái tâm lý của 80.000 vị tôn trưởng này, Đức Thế Tôn Ngài bảo rằng này Sakata, ngươi hãy thi triển những cái pháp thần thông của những người có tăng trí hơn. Thì Ngài Sakata dân lệnh Đức Thế Tôn bay lên khoảng 7 cây khúc mốt, rồi từ 7 cây khúc mốt bay xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thể hiện ra tay trái, rồi mặt trời, tay phải, rồi mặt trăng, hoặc đi trên hư không, hoặc ngồi trên hư không, hoặc là những cử động trên lơ lửng trên hư không, hoặc là chung xuống đất, rồi hoặc là xuất hiện ở một nơi nào đó vậy hạn. Sau khi thể hiện những năng lực thần thông giống như là độn thổ hay là đằng dân hay là ngồi trên hư không, rồi tay trái, rồi mặt trời, rồi mặt trăng xong xuôi, thể hiện những cái pháp thuận nhân cách tốt đẹp như vậy, rồi từ trên cao Ngài Sakata mới đi hạ xuống đất, nơi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đạo sư của con chỉ là đệ tử của Ngài. Ngài bạch dạy ba lần như vậy, thì 80.000 vị thông trưởng mới ngẫm nghĩ rằng một vị đệ tử mà có năng lực thần thông như vậy thì còn nói gì tới bậc đạo sư của vị đó nữa. Cho nên các vị 80.000 vị tôn trưởng thôi thông trưởng đó mới quay qua, mới là kính phục Đức Thế Tôn. Bởi vì một vị đệ tử mà có năng lực thần thông như thế đó thì nói gì đến cái vị bậc đạo sư là thầy của vị đó, thì cái năng lực thần thông nó sẽ tốt đẹp đến cỡ nào. Và do đó cái 80.000 vị thông trưởng này mới đảnh lễ Đức Thế Tôn và có tâm kính phục Đức Thế Tôn và đặt niềm tin lên Đức Thế Tôn. Nương theo đó Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại. Sau khi thuyết lên pháp thoại xong, Đức Phật Ngài cũng giảng về cái lý tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Khi nghe xong cái bài pháp thoại này thì 80.000 phong trưởng đó chứng quả dự lưu, trừ Ngài Sô Ná Cô Lý Phí Xá. Thì Ngài Sô Ná Cô Lý Phí Xá ngẫm nghĩ rằng là nếu như theo lời dạy của Thế Tôn á, thì cái đời sống tại gia của mình nó không có giới hạnh, nó không có được tròn đủ, nó không được trong sạch, nó được sáng bóng như là vỏ ốc sa cừ được đánh bóng, chỉ có đời sống xuất gia thì cái giới hạnh mới được bóng sáng, mới được dồi mài, rồi dũa mài cho nó được tinh tường hơn, giống như là cái vỏ ốc sa cừ được đánh bóng một cách sáng loáng như vậy. Cho nên Ngài Sô Ná Cô Lý Phí Xá xin xuất gia trong giáo pháp này. Một điều đặc biệt là cái đây là giai đoạn đầu, cho nên cái trường hợp mà một vị thiện gia nam tử muốn xuất gia mà không cần có lệnh của cha và mẹ, không lệnh của cha mẹ. Và về sau đó, sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài cho Thái tử lao ra mà xuất gia đó, thì vua Tịnh Phạn Dương sầu khổ đi tới, mặc dù lúc đó đã chứng quả Nhất Lai rồi nhưng mà vẫn còn sầu khổ. Đi tới mới đảnh lễ Thế Tôn á, xin thỉnh một yêu cầu là sau này á, là một thiện gia nam tử nào mà muốn xuất gia đó, thì bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy cho một cái ban cho một đặc ân là phải có sự đồng ý của cha mẹ. Tại vì á, là khi Đức Thế Tôn về cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì ba ngày sau Ngài đã tế độ cái người em cùng cha khác mẹ với Ngài là Thái tử Nanda xuất gia. Và trong khi vua Tịnh Phạn Dương á, là có Bồ Tát Siddhartha là con trưởng, rồi tới có một cái người con thứ hai là Thái tử Nanda, là có một cái người cháu nội đó là Thái tử Rào La. Thì Đức Thế Tôn hay là Bồ Tát Siddhartha Siddhartha ra đi xuất gia rồi, thì vua Tịnh Phạn vẫn còn nuôi hy vọng là cái người thừa kế mình
lẽ là Thái tử Nanh Đá à, rồi cũng còn nuôi hy vọng là một người thừa kế tiếp nữa, đó là cháu nội Ra Hồ La à. Nhưng mà vào ngày Đức Thế Tôn ngày về kinh thành Ca Tỳ La Vệ đó, vào ngày thứ ba thì ngài đã tế độ Nanh Đá thì xuất gia rồi, thì vua Định Phạn đã bị phục hẳn rồi. Nhưng mà dù sao là bậc thánh Nhất Lai à, cho nên cũng nén tương đau trở lại. Nhưng mà vị thánh Nhất Lai á vẫn còn dục ái, vẫn còn sân ở trong tâm, nhưng mà thân và ngữ thì cái dục ái hay sân không còn nữa. Rồi qua một tuần sau, lại bà Gia Du Đà La trang điểm cho Thái tử Ra Hồ La rất là xinh đẹp, rồi mới bảo rằng cái người đi trước đó chính là thân phụ của con. Mà khi mà thân phụ con còn ở trong tại gia đó, có bốn hầm châu báu, rồi con phải đi tới xin cha con cho là bốn hầm châu báu đó, để mà sau khi con lên làm vua, con sẽ có cái bốn hầm châu báu đó để mà xây dựng đất nước và hùng mạnh. Tại vì bốn hầm châu báu đó là phước của Bồ Tát, mà khi mà Bồ Tát đi xuất gia thì tự nhiên bốn hầm châu báu đó mất đi. Cho nên vua bà Gia Du Đà La hy vọng rằng con mình sẽ kế vị cái ngôi vua của xứ Thích Ca, mà kế vị rồi mà không có bốn hầm châu báu thì không thể nào xây dựng được một cái đất nước hùng mạnh được. Cho nên mới bảo ngài ra Thái tử Ra Hồ La đi xin bốn hầm châu báu của Đức Thế Tôn. Thì Thái tử Ra Hồ La đi theo Đức Thế Tôn tới cái tự viện Niết Rô Tháp, mới xin thể theo lời mẹ, mới xin Đức Thế Tôn bạch ngài Sa Môn, xin ngài hãy cho con bốn hầm châu báu. Thì Đức Thế Tôn ngài mới ngẫm nghĩ rằng Ra Hồ La muốn xin tài sản của cha nó, mà nếu mà ta cho bốn hầm châu báu đây là có tài sản ở trong cái dòng luân hồi, nó sẽ bị đoạn diệt, nó sẽ bị tiêu hoại, nó sẽ bị vô thường biến mất, để ta hãy cho tài sản mà ta đã tìm thấy ở dưới cội Bồ Đề, tức là bảy cái loại tài sản của thánh, tức là tính tài sản, giới tài sản, văn tài sản, rồi thí tài sản, tàm tài sản, quý tài sản và tuệ tài sản. Bốn bảy cái loại tài sản này chỉ cho được gọi là thất thánh tài, chỉ cho tài sản của một thánh A La Hán. Chúng ta đọc lại bảy loại tài sản đó gì, là tính tài sản, giới tài sản, văn tài sản, rồi thí tài sản, tàm tài sản, tức là cái hổ thẹn đối với tội lỗi đó, quý tài sản là gây sợ đối với tội lỗi, và tuệ tài sản tức là trí tuệ để thấu rõ tất cả các pháp. Đây là bảy cái tài sản của bậc thánh La Hán. Cho nên Đức Phật ngài mới bảo ngài Sa Lợi Phất là thầy Sa Lợi Phất hãy cho Thái tử La Hồ La xuất gia đi. Thì ngài Sa Lợi Phất là bậc rất là thông minh, được lệnh như vậy nhưng mà ngài cũng không có tự quyền. Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, con phải cho Ra Hồ La xuất gia bằng cách nào? Thì Đức Phật nói là hãy cho thọ trì tam quy, tức là như bây giờ những ngục tử chúng ta hay trì tụng đó, bút thân sanh ăn cách xa mí đó, tham ăn sanh ăn cách xa mí, sân thân sanh ăn cách xa mí, rồi đúng tí dâm bí, ta tí dâm bí, thì cái thọ trì như vậy xong thì Ra Hồ La trở thành vị sa di. Thì vua Tịnh Phạn nghe tin là cháu nội mình cũng xuất gia luôn, ông cảm thấy là trơ trọi, đứa con lớn xuất gia trở thành đức Chánh Đẳng Giác, rồi đứa con kế cũng là xuất gia, rồi người thì cháu mà kỳ vọng cũng đi xuất gia, cho nên buồn khổ cho nên tới mình lãnh lễ Thế Tôn đó, và Thế Tôn sau này khi mà những thiện gia nam tử nào mà muốn xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ, và Đức Thế Tôn ngài nhận lời. Nhưng mà trường hợp ngài Sô Ná này là cái trước khi Đức Thế Tôn ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, cho nên thì ngài Sô Ná muốn xin xuất gia thì Đức Thế Tôn ngài cho phép được xuất gia. Rồi sau khi xuất gia rồi á thì ngài Sô Ná này nỗ lực tinh tấn, rất là tinh tấn, mà cái người mà quý vị thấy rằng đây là một cái xem như là một cậu công tử mới sinh ra đã là con của một trưởng giả giàu có ở xứ Sampa, tức là cái da chân á, ngoài cái nấm lông ra thì da chân rất là mềm, lại người rất là ốm yếu, tức là mảnh khảnh,
Nhưng mà ngài rất nỗ lực tinh tấn, thì một hôm mấy ngài nỗ lực tinh tấn từ đầu hôm đến cuối hôm, thì mà khi đi trên cái đường kinh thành á, chúng ta biết cái đường kinh thành á, nó làm bằng đá, rồi phía dưới này nó lại là một cái như một cái đường thường thôi. Rồi ngài đi trên đá như vậy đó, thì đi tinh tấn nỗ lực mà đi kinh thành như vậy á, thì cái da chân mỏng á, nó bị phồng lên rồi nó bể nước ra, nhưng mà ngài vẫn cố gắng, ngài không có lui sụp và cố gắng đi vậy, thì cái da chân nó bị phồng lên, bị vỡ ra, vỡ nước ra. Rồi bây giờ tới đợt thứ hai là cái những cái vết đó, nó bắt đầu nó trầy xước, bởi vì đi trên đá mà nó trầy xước lên, máu đổ trên đá. Nhưng mà dù máu có đổ thì ngài vẫn cố gắng ngài đi, ngài đi suốt đêm đó. Thì trong kinh ghi là giống như trên những cái phiến đá đó, phiến đá đi kinh thành đó, giống như người ta giết những cái con thú mà cái những làm những cái vết máu đổ loang lổ trên những cái tảng đá như vậy. Quý vị thấy là cái năng lực tinh tấn của cái ngài Sô Ná, của Lý Lá này nó khủng khiếp như vậy đó. Cho nên khi vào buổi sáng cái mặt trời lên, thì ngài mệt mỏi, ngài mới dừng lại, thì ngài mới suy nghĩ là ngài mới vào trong cái liêu thất của mình, thế ngài mới suy ngẫm lại, thì chắc là không có duyên với cái sự trong cái giáo pháp này rồi. Thành bởi vậy nên nỗ lực tinh tấn cực độ như vậy, đến nỗi mà chân đã chảy máu ra, mà tay lên ở trên cái những cái tảng đá là giống như máu mà nó giết một con vật để bôi trét lên trên cái tảng đá như vậy, mà ta không chứng đắc được từ gì hết, vậy ta cảm thấy là không có duyên với trong cái giáo pháp này. Vậy thì người ta hãy trở về chứ đời sống thế tục, là có thể là ta có một cái tài sản rất là lớn, những cái tài sản bằng vàng đó, có thể là chở đầy đến 800 cỗ xe bằng vàng bán hơn cái này, thì ta có thể tạo làm công đức này kia rất tốt đẹp. Chứ tinh tấn lên như vậy mà không đạt được gì hết thì đó là cũng là một cái điều mà chúng ta không có thể cam lòng được. Thì trong cái tư thất của Đức Thế Tôn á, ngài biết được cái tư tưởng của ngài Sô Ná đó, cho nên ngài mới phóng hào quang tới. Mà trong cái tạng luật nó nói rằng là ngài Sô Ná là cái người rất giỏi chơi đàn, gọi là chơi đàn vina. Đàn vina có lẽ là một cái loại đàn 7 dây hay hoặc là một cái loại đàn tỳ bà, mà thường thường chắc là có lẽ là đàn 7 dây hơn hơn là một cái loại đàn tỳ bà. Ngài chánh phân ngài dịch như đó là cái đàn vina đó là loại đàn tỳ bà, mà cái đàn tỳ bà thường thường là dành cho những cái người nữ, họ ôm với cái đàn đó họ khẩy lên thôi. Thế còn người nam thì nó thường là sử dụng cái đàn thất quyền cầm, tức là 7 dây. Cho nên chúng tôi nghĩ là chữ vina này có nghĩa là cái chỉ cho cái đàn 7 dây, gọi là thất quyền cầm đó. Chữ huyền đây có nghĩa là dây. Cho nên chúng ta lưu ý cái điểm này một chút. Rồi thì Đức Thế Tôn ngài phóng hào quang tới, ngài nói là này Sô Ná, cái gì mà nó thái quá là cái đó nó sẽ không có được tội được chữ ý. Và vì Đức Thế Tôn này biết ngài Sô Ná là cái người giỏi chơi đàn, cho nên nó hỏi rằng này Sô Ná, nếu như một sợi dây đàn mà ngươi lên dùng quá thì nó có phát ra cái âm điệu du dương như ý ngươi muốn hay không? Nó bạch Đức Thế Tôn hay không? Vậy thì này Sô Ná, với một sợi dây đàn ngươi là căng lên căng thẳng quá thì nó có phát ra những cái giai điệu, những âm thanh, những cái sự những cái âm điệu mà ngươi mong muốn hay không? Bạch Đức Thế Tôn vậy không? Vậy thì này Sô Ná, nếu như một sợi dây đàn ngươi lên không có dùng quá, không có thẳng quá thì nó có phát lên những cái giai điệu hay những âm thanh du dương như ý muốn hay không? Và Tứ Tôn dạ có. Này cũng vậy, này Sô Ná, khi mà cái tinh tấn quá đáng, tinh tấn thái quá, tinh tấn nhiều quá đó, thì giai đoạn đầu là hăng sai như vậy, nhưng mà cái mục tiêu mình chưa đạt được thì là mình sẽ thối chuyển ở giai đoạn giữa, và cuối cùng ở giai đoạn cuối là mình sẽ mệt mỏi và mình sẽ buông bỏ.
Điều đó là không tốt. Cái vừa phải, chúng ta có một cái sự vừa phải là thôi. Đây là một kinh nghiệm với những người hành thiền cũng vậy. Rồi khi mà mình không có lơ là, người hành giả bước vào trường thiền ngồi một cái tư thế rất là ổn định tốt đẹp, thì khoảng cái chừng một thời gian ngắn thì cái sự khổ não nó phát sinh lên, thì đây chim nhất mở phát sinh lên, thì cái người đó nếu mà thay đổi cái quan nghi liền, thì cái người đó xem như là một sợi dây đàn bị trùng lại, nó không có một cái điều tốt vừa xảy ra. Hay là nếu người đó cái ngồi đó thì cái cố gắng chịu đựng, có thể về sau nghe tới cái thời thiền là bắt đầu sợ run rẩy, nó không có muốn tiếp tục nữa. Họ cho nên vì phải cố gắng ở mức độ mà cơ thể mình chịu được không được nữa, thì có thể thay đổi những cái quay nghi. Và khi mà thay đổi những quay nghi phải biết có chánh niệm, tức là phải biết rõ những cái quay nghi này nhằm mục đích để chấm dứt cái khổ đang có, không có cho cái tham ái nó sinh khởi lên, để không có kiên trì đến độ mà về sau nghe tới cái ngồi thiền là sợ, rồi sau nghe thấy ngồi thiền là không giống như một cái cực hình nó khởi lên, thì cái đó làm cho thối chuyển cái độ tinh tấn của mình. Thì nghe như vậy xong, ngài Xô Ná quan hỷ, Đức Phật ngài bảo rằng cái này Xô Ná, vậy thì ngươi hãy tinh tấn vừa phải với cái sự mà đừng có thái quá như vậy. Và ngài Xô Ná quan hỷ với lời dạy của Đức Tôn ở lại và nỗ lực tinh tấn với một cái sự vừa phải của mình, đúng với cái sự mà tốt đẹp của mình. Và cái sự tinh tấn này nhất hướng đưa đến cái sự hướng tâm chiến thắng từ Niết Bàn. Một thời gian sau thì ngài chứng quả A La Hán, và cũng nhân cái cơ hội đó, Đức Thế Tôn ngài mới cho phép các vị tỳ khưu được mang loại dép một lớp, dép một lớp. Cho nên giờ quý vị thấy rằng có những nhà sư mang dép một lớp, không được mang dép nhiều lớp. Tại sao cũng có nguyên nhân nữa chứ không không. Từ khi mà Đức Thế Tôn ngài cho phép những vị tỳ khưu được mang dép một lớp đó, thì cái nhóm tỳ khưu luật sư lại chế tạo ra những cái dép nhiều lớp. Rồi mang đi, rồi những người gia chủ nói rằng những vị sa môn này hưởng thụ giống như những cái người gia chủ ở thế gian. Rồi những vị tỳ khưu mà ít ham muốn, rồi thiểu dục mới đem cái câu chuyện này trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài cấm chế không cho được mang dép nhiều lớp, chỉ một lớp mà thôi. Rồi khi mà được như vậy ra, cái nhóm tỳ khưu luật sư này lại mang dép tuy là một lớp, nhưng mà dùng da của con sơn dương để bọc, dùng cái da cọp để bọc cái dép, dùng da bò để bọc cái dép nha, rồi dùng da những sư tử là bọc dép để mang đi, rồi khoe là cái dép mình dép quý dép tốt. Cho nên bây giờ cũng giống như có một số dùng cái da dép này bằng da cá sấu rồi chẳng hạn như vậy. Thì tới thời đó những nhóm luật, cái nhóm luật sư nè, con nhà giàu mà, tức là nhóm của nhóm tử hoàng Đức Cha Vi, tức là ở Vesali, rất là khá giả, nó dùng da con sơn dương, rồi da của con cọp, rồi da của sư tử, rồi da của voi để mang dép. Rồi cái những cái người cư sĩ đó lại phê bình là giống như những cư sĩ mà hưởng thụ dục lạc. Rồi các chị tỳ khưu mới em trình ở Đức Tôn này cấm, chỉ cho thì mang dép bình thường mà thôi. Hồi ra nên nếu mà học luật cái thế, những cái vị nào hiện nay đang mang dép bò, trong da bò chẳng hạn vậy, đó là bị sai luật. Tại vì chỉ mang dép thường bình thường mà thôi, chứ không có mang những cái loại dép mà bằng da con này da con kia. Vì khi mà cái có điều luật này ra rồi, nhóm luật sư tuy rằng phá phách quậy phá vậy đó, nhưng mà được một cái là Đức Phật ngài cấm rồi đó, nên là không làm nữa. Rồi bây giờ mang dép được vậy rồi á, còn có một câu hỏi thật ra quý vị có giờ thấy mấy nhà sư là đi guốc hay không? Quý vị có bây giờ đặt ra câu hỏi tại sao các nhà sư không đi guốc mà lại đi dép chẳng hạn như vậy? Bởi dài cũng không được đi rồi, đã đành rồi.
nhưng chỉ được đi dép bình thường thôi. Ừ. Tại sao thì cái nhà sư không được đi guốc? Thì nó cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. Ừ. Là cái nhóm luật sư đó, sau khi mà Đức Phật ngài cấm chế là dùng những loại da để mà làm dép, thì bây giờ ông cái ông mới đi kiếm cái gỗ, à, họ chuốt lên là những cái đôi guốc. Vào buổi sáng ấy, rồi chứ thì Khương còn đang ngủ á, hay là còn đang thức dậy rồi đi kinh hành á, ổng đi kia đi kinh hành lấp cóp, hoặc là trưa đó, rồi chứ tăng rồi còn đang nằm nghỉ trưa, ổng đi quanh trên cái tự nguyện đi lấp cóp, làm quấy rầy lên, làm cái không gian nó không được yên tĩnh nữa, rồi mạnh ông nào cũng kiếm cái đôi guốc đẻo cho tốt đẹp rồi đi ở lấp cóp để khoe cái đôi guốc của mình. À, làm náo loạn cái tự nguyện lên, rồi chư thì khô mới trình lên đức tôn nghe anh cấm nè, cấm tất cả chư thì khô mang guốc, không được mang guốc. À, quý vị thấy thời xưa đó, các vị thì khô cũng nghịch nó chứ không phải là không nghịch đâu. À, rồi cấm không được mang guốc à, rồi nên cái điều đó trở lên, thì cho nên chúng ta mới thấy rằng á, ở trong cái trong cái Atabi này thì các ngài sẽ giải sư cái giải thích rằng là cái Atabi này tương đương với cái Sammapatthana, tức là cái tứ chánh cần. Mà tứ nhờ chúng tôi đợt trước chúng tôi nói cho quý vị là cố gắng làm cho hay là nỗ lực làm cho các bất thiện pháp đang có hay đã có bị đoạn tận, rồi cố gắng làm cho cái bất thiện pháp chưa có không được sanh lên. Rồi đợt trước là chúng tôi cũng đã trình bày sơ khởi hai cái chi phần này rồi. À, tức là mình nỗ lực mình làm cho cái bất thiện pháp mà đang có hay là đã có bị đoạn tận. À, và cố gắng làm cho cái bất thiện pháp chưa có thì không thể sanh lên. Thì cụ thể là cái bất thiện pháp nào đang có hay đã có, hay là bất thiện pháp nào chưa có. À, tức là cái đang có đã có không được bị đoạn tận, và cái chưa có không được sanh lên. Thì cụ thể là cái bất thiện pháp nào mà nặng nề nhất, thì trong bản sớ giải, xin lỗi, trong mấy bản mà Bodhipakkhiya Dipani rất là giảng rộng về 37 phẩm dẫn tới giác ngộ đó, thì ngài Lady Sayadaw ngài mới nói rằng trong các bất thiện pháp đó, thì cái những bất thiện pháp mà đang có hay đã có làm cho đoạn tận, và thì bất thiện pháp mà chưa có không sinh khởi lên, nặng nề nhất đó chính là cái thân kiến. À, bởi vì cái thân kiến là một cái loại tà kiến mà nó cản trở cái đạo quả sơ quả, tức là đạo quả dự lưu nhiều nhất. À, mà thân kiến là gì? Thân kiến là thấy cái tôi ở trong cái thân này, tức là 20 cái thân kiến đó. Ví dụ như nói về sắc thì cái người này sẽ, cái người mà mang thân kiến mới nói à, mới cho rằng là sắc là ta, à, hay là à, ta có sắc, mà sắc là ta. Ví dụ như là cánh tay là tôi, bộ não là tôi, sự suy trái tim là tôi, vân vân. À, rồi cho rằng là những cái cơ quan chánh mình nó chính là mình, tại vì mình tồn tại, tức là cái sự sống của mình là do có những cái bộ phận đó. Ví dụ như trái tim nó chính là tôi, hay là bộ não nó chính là tôi, hay là cái phổi chính là tôi, vân vân. Thì cái người này sẽ cho là sắc là tôi, hay là tôi có sắc, tức là tôi có một sự sống, và sự sống này nó xuất phát từ trái tim, tôi có sự trí nhớ, cái trí nhớ này xuất phát từ cái não bộ, tôi có sự hiểu biết, sự hiểu biết này nó xuất phát từ cái những dây thần kinh, vân vân. Thì gọi là sắc là tôi, tôi có sắc, hay là sắc có trong tôi, tức là cái thân thể chúng ta đó là do cái tôi này nó điều động, hoặc là một cái tư tưởng nữa là
sắc có trong tôi có trong sắc, chẳng hạn như vậy. Thì cái tôi là cái người điều khiển của cái sắc pháp này. Thì về sắc pháp nó có bốn cái tài kiến này, là sắc là ta, ta có sắc, sắc có trong ta, ta có trong sắc. Và bốn tài kiến này tương tự vậy đối với thọ, thọ là ta có thọ, thọ có trong ta có trong thọ. Rồi đối với tưởng thì tưởng là ta là tưởng, ta có tưởng, tưởng có trong ta có trong tưởng. Rồi tương tự về hành và thức, thức là ta, mà ta có thức, thức có trong ta có trong thức. Như vậy bốn cái chi phần này nó nhân cho năm uẩn trở thành 20 thân kiến, mà 20 thân kiến nó ngăn chặn cái đạo quả. Thì trước đây mình đã có một cái thân kiến, mình cho rằng cái tôi là tôi có sắc, hoặc là sắc sắc là tôi, hoặc là tôi có sắc, hay là sắc có trong tôi có trong sắc. Thì những cái tư tưởng này mình cũng phải diệt tận á, bằng cách sao là mình thấy rằng là cái thân mình nó chẳng là một cái tổ hợp mà thôi, nó không có cái tôi hay cái ta nào nằm trong đó cả, nó không có nằm với quyền lực của ai cả. Rồi tương tự vậy đối với năm uẩn, đây là cái thân kiến mà trước đây đã có hay là đang có được bị diệt tận rồi, và ngăn chặn không cho một cái tư tưởng sanh khởi lên ở trong tương lai, nghĩa là một cái bất thiện trong tương lai không được sanh khởi lên, tức là bất thiện này nó liên quan tới thân kiến là trong tương lai không có khởi lên rồi. Ở tôi là sắc, hay là sắc là tôi, hay tôi có sắc, sắc có trong tôi, v.v. Như vậy là làm cho những bất thiện đang có bị đoạn tận, những bất thiện mà chưa có không được sanh khởi lên. Chúng ta nói là một cái chúng ta thường lập đi với quý vị rằng cái thân kiến rất là nguy hiểm. Ngoài thân kiến ra còn có những cái tà kiến khác, nó làm cho sai lệch đi, chúng ta sẽ đi sai đường lối, không phải là chỉ có chấp vào cái thường hằng hay là cái đoạn thận làm cái tà kiến. Cái đó là tà kiến nhất định rồi, không còn gì mà bàn cãi nữa. Nhưng mà có những cái lúc mà hiểu sai giáo pháp của Đức Phật, do thầy hiểu sai giáo pháp Đức Phật khởi lên một cái tư tưởng như thế này như thế kia, nó cũng là một dạng tà kiến. Và điều này được chứng minh ở trong cái bộ gọi là Cà Thao Quách Thú. Trong bộ Cà Thao Quách Thú có 218 cái luận điểm, tức là 218 cái tà kiến bị sai lệch. Và vào cuộc tích tâm tạng lần thứ 3 đó, thì ngài Mục Tổ Đế Bút Phá Tứ Xá đã chỉnh lý ví dụ như một trong những cái hiểu sai như vậy. Ví dụ như có một việc gì xảy ra đó, thì họ cho quan niệm rằng, có một số quan niệm rằng cái gì mà xảy ra đều là do nghiệp quá khứ. Ví dụ như ở nhà bị trộm cắp chẳng hạn vậy, thì cũng đổ thừa nghiệp quá khứ. Ở nhà mà bị người có những cái tai nạn gì đó cũng là do đổ thừa do nghiệp quá khứ. Ví dụ như đi xe đi đường, họ đi một cách bất cẩn, đi ngang qua đường bị xe đụng rồi bị gãy tay gãy chân cũng do là cái nghiệp quá khứ. Cho nên cái điều này nó lại là một cái tà kiến, chứ không phải tà kiến đâu. Vậy thì ở trong cái luận Cà Thao Quách Thú á, cái ngày của Thầy Đá Ba Đá bác bỏ cái nghiệp nó sanh khởi lên, nó có thể quá khứ cũng có, nhưng mà trong hiện tại cũng có. Chẳng hạn như trong nếu cái cho là cái gì cũng do nghiệp quá khứ, thì như một người Phật tử mà đi bố thí chẳng hạn vậy, hoặc là đi cúng dường chẳng hạn vậy, vậy chẳng hay cái nghiệp quá khứ nào bắt người Phật tử đó hay cái người hành giả đi cúng dường, thì cái nghiệp quá khứ nào bắt cái người hành giả nó phải đi bố thí chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp quá khứ đó là một cái sai lầm. Hoặc là một cái người Phật tử đang trì giới tốt đẹp như vậy, thì cái nghiệp nào trong quá khứ bắt cái vị này phải trì giới, mà hay là trong cái sự trì giới này nó phát sinh do nhân ở trong hiện tại, chứ không phải là do cái nghiệp ở trong quá khứ chẳng hạn vậy. Hay là một cái người Phật tử đang hành thiền vậy, đang tu thiền tốt đẹp, nghe những cái khóa thiền nào mở cũng tới tham gia, thì cái nghiệp nào trong quá khứ bắt những người Phật tử này phải tới thì tham gia. Những điều này thấy là vô lý. Mà cái người Phật tử này đi tu tập thiền hay là tu tập giữ giới hay là tu tập về cái bố thí đó, là cái nhân trong hiện tại nó tạo ra những cái thiện pháp trong hiện tại, chứ là phải là do cái nghiệp quá khứ bắt buộc phải đi trì giới, cái nghiệp quá khứ bắt buộc phải đi tu thiền, hay cái nghiệp quá khứ bắt buộc phải đi bố thí, vân vân. Cho nên cái gì cũng cho là cái nghiệp quá khứ hết. Đây là một cái luận điểm
đó là tà kiến, mà được các ngài ở Theravada bác bỏ và đưa ra những lập luận như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái tà kiến nó rất nguy hiểm. Hai cái tà kiến chánh, tức là chấp nhận một cái gì thường hằng bất biến là một, hoặc là chấp nhận rằng có một cái gì đó sau khi mệnh chung thì cái đó bị tiêu diệt, bị diệt tận. Cái đây là cái hai cái tà kiến nguy hiểm nhất. Thì ngoài ra còn có một số cái tà kiến khác nữa. Nên chúng ta phải theo cái đúng cái học hỏi và suy ngẫm về giáo pháp của Đức Phật thì có thể là chúng ta thoát ra khỏi những cái tà kiến, nó không thể sanh lên được. Bây giờ cái chi pháp thứ ba là làm cho những cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi lên, và làm cho những thiện pháp đã sanh khởi lên rồi được duy trì, được làm tăng trưởng lên. Thì cái gì được gọi là cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, và cái gì thiện pháp đang có được tăng trưởng lên, thì ngài cũng giải thích rõ cái thiện pháp mà chưa có đó, làm cho sanh khởi đó, nó chẳng qua không có gì khác hơn là bằng giới định tuệ. Giới định tuệ là những cái thiện pháp mà nếu người nào chưa có phải làm cho cái đó sanh khởi lên. Và cái giới định tuệ là lại có hai, một cái giới mà mình đang làm cho có lên á là cái giới của hiện thế, cái định mình là tu tập á để mà phát triển, để mà làm cho nó tấn hóa lên, thì cái định này cũng thuộc là định của hiện thế. Và cái tuệ mình thấy được là cái sự kiện vô thường, cái sự kiện là khổ hay là sự kiện không phải của ta, cái tuệ này cũng là cái tuệ hiện thế. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giới định tuệ này ở giai đoạn đầu chỉ là hiệp thế mà thôi, bởi vì chưa có thể cắt đứt được cái phiền não. Và cái giới là một cái pháp môn nhằm để diệt trừ những phiền não ở trong thân và ngữ. Tại vì cái giới này nó sẽ làm cho thân và ngữ nó trở nên thánh thiện, nó tốt đẹp hơn. Một cái người sát sanh hay là một cái người ấy của không cho, hay là một người tà hạnh trong dục lạc, nó cũng phải từ cái thân. Và cái người nói dối, cái người nói gây chia rẽ, một cái người mà nói độc ác, cái người nói nhảm nhí cũng từ cái miệng mà ra. Cho nên cái giới này nó làm cho trong sạch cái thân, tức là thân sẽ không sát sanh, thân sẽ không có lấy của không cho, thân sẽ không có tà hạnh trong dục lạc. Nó làm cho trong sạch cái ngữ, tức là ngữ không nói dối, ngữ không có nói ác, ngữ không nói nghe chia rẽ, ngữ không có nói gì nhảm nhí hay vậy. Chính là cái giới này nó làm cho trong sạch thân và ngữ, tức là nó diệt trừ đi cái phiền não, những cái tai hại, những cái tai họa, những cái ác pháp nó phát sanh từ thân và ngữ. Rồi những cái ác pháp nó phát sanh lên tâm, cũng như là tham dục, thích thú hoặc là sân hận gì kia, thì chính định này nó lại diệt trừ đi, nó không có cho cái tham muốn sanh khởi lên, nó không muốn, nên nó không để cho cái sân hận sanh khởi lên, nó không để cho những cái sự hại người để sanh khởi lên trong tâm. Và nguy hiểm nhất nó chính là cái phiền não hay là cái ác pháp nó ở trong vùng tùy miên. Dùng tùy miên là cái dùng sâu thẳm minh tông, chúng ta sẽ không thấy được nó. Cũng giống như một cái trái xoài, hay là một cái hột xoài, hay là một cái hạt bắp, hay là một hạt lúa, chúng ta không tìm được cái nguyên nhân của nó, không tìm được cái nhân của cái hạt xoài đó đâu, không thể tìm được cái nhân của cái hạt bắp đó đâu, không thể tìm được nhân của cái hạt lúa đó đâu. Cho dù chúng ta luộc cái hạt xoài, luộc cái hạt bắp, hay luộc cái hạt thóc, rồi chúng ta nghiền nát, chúng ta bầm nát ra, cũng không tìm thấy cái nguyên nhân của nó trong đó. Nhưng mà nếu như đem cái hạt xoài đem dâm xuống dưới đất, rồi có tưới nước lên, thì vài ba ngày sau nó mọc mầm ra và nó trở thành là cái rễ xoài ở trong tương lai. Nhưng mà
khi có cái nhân nó nằm trong đó chúng ta không tìm thấy nữa. Thì cái nhân nó cũng ví như cái dùng tùy miên, cái những cái gì nó nằm ở trong cái dùng tùy miên đó, nó có cơ hội kích thích, nó sẽ trở thành một phiền não trong tương lai mà chúng ta không tìm thấy nữa. Thì chỉ có cái tuệ quán đưa cái trí quán xét về ở sâu tận cùng đó, đó mới thấy được nó và diệt trừ được nó đây. Thì các ngài ví dụ giống như có một người có cái đám cỏ cao vậy đó, đám nhỏ cỏ cao, người đó mới thấy trong cái đám cỏ cao này rất là rậm rạp này, thì có những cái côn trùng như là rắn rít hay là chuột bọ hay là những cái con côn trùng khác như là rắn rít này kia hay là bò cạp nọ trong đó, nó sẽ gây nguy hại. Cái người này mới dùng những cái biện pháp trước tiên là dùng dao cắt hết những cái cỏ cho nó rạp xuống. Vì khi mà cắt những cái cây cỏ rạp xuống như vậy thì những cái con trùng như là rắn rít hay là chuột bọ hay là những cái con vật mà nó gây tai hại nó sẽ không có chỗ trú, nó bỏ đi. Thì cái sự mà cắt cỏ vậy đó được gọi là giới. Cho nên những cái con trùng giống như cái phiền não hay những cái ác bất thiện nó bị giới nó đẩy đi. Nhưng mà cái cỏ cũng sẽ lên nữa, cỏ sẽ lên nữa. Người này mới dùng một cái biện pháp thứ hai là người dùng tảng đá đè lại, không có cho đè lên những cái rễ cỏ đó, thì rễ cỏ nó không thể sanh cơ khởi lên được, cho nên nó cứ yên lặng như vậy. Thì cái biện pháp mình dùng đá mà đè cỏ đó được gọi là định, chính định nó làm cho những cái phiền não trong tâm nó không có thể có cơ hội sanh khởi lên được, tức là những phiền não phóng dật hay những phiền não hôn trầm nó không có sanh lên được. Bởi vì bất kỳ cứ một cái pháp bất thiện nào sanh lên cũng từ cái phóng dật có, mà phóng dật là một cái tâm sở mạnh nhất ở trong cái bốn cái tâm sở si phần, si vô tàm vô quý phóng dật là mạnh nhất, cho nên nó một cái bất ác bất thiện nào sanh khởi lên mới không thể nào thiếu vắng được cái phóng dật. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thiền là chúng ta sẽ áp chế được cái sự phóng dật, nếu là tâm chúng ta gắn chặt vô trong cái đề mục đó, thì cái sự phóng dật nó khó có cơ hội sinh khởi lên, và khi nó sinh khởi lên cái người đó phải diệt liền, phải chấm dứt và quay trở lại cái đề mục mình liền. Như vậy thì cái ác bất thiện nó sẽ không có cơ hội sinh lên. Thì cái cách thứ hai mà người ta dùng cái đá đè lên á thì cái cỏ nó sẽ không sinh lên được. Cái này, cái cách này được gọi là do định. Nhưng cái những cái rễ cỏ nó vẫn còn, một khi mà cái tảng đá bị đập bể hay một tảng đá bị dời đi hay là một tảng đá bị lăn qua một chiều khác thì là cái cỏ nó có thể nó sẽ sinh sôi, nó sẽ phát triển lên lại như cũ. Như thế nào thì cũng vậy, định trong thời gian mà chúng ta có định á thì cái phiền não hay là cái áp bất thiện nó không sinh khởi lên. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta mất định, một lúc nào đó chúng ta bị hoại định, hoặc là một lúc nào đó chúng ta mệnh chung chúng ta sanh lên cõi phạm thiên như hẹn vậy, nhưng mà cái cõi đó chúng ta không có tu tập thiền thì là cái phiền não đó nó có cơ hội nó sanh khởi lên. Cho nên chúng ta thấy rằng những vị phạm thiên không phải là không có bất thiện, cái ngài vẫn có những cái bất thiện. Nếu những vị phạm thiên mà không có bất thiện là vậy đó là chứng quả dự lưu từ lâu rồi, nhưng mà rõ ràng những vị phạm thiên vẫn còn bất thiện cho nên không thể chứng quả được chuyện luôn. Cho nên cái trường hợp này cứ như là ví dụ có tảng đá bị lăn qua bên, hoặc là tảng đá bị bể, hoặc là tảng đá bị tiêu hoại thì cái rễ cỏ nó bắt đầu cỏ dại nó bắt đầu phát triển lên, nó tăng trưởng lên. Thì chỉ khi nào mà người đó bứng sạch những cái gốc rễ của cỏ lên thì gốc rễ cỏ nó sẽ không có còn sinh khởi lên. Thì cái mà bứng hết gốc rễ của cỏ đó nó được quý như là tuệ. Tuệ nó sát từ tận gốc những cái phiền não đó, không có còn cơ hội được sanh lên. Vậy thì cái thiện pháp mà chúng ta cần phải chưa sanh cho sanh khởi lên á, nó phải là giới định tuệ. Thì cái giới định tuệ là những cái thiện pháp chưa sanh được sanh khởi lên nha. Và giới định tuệ này nó có hai loại. Một loại là thiện pháp của cái hiệp thế, tức là nó chưa sát được phiền não, và một cái loại là
thiện pháp mà đã sát được phiền não, tức là cái giới định tuệ này thuộc về là siêu thế. Thì cái giới định tuệ là siêu thế á, thì cái gì mà chứng đắc được siêu thế đó, thì cái gia chi phần thứ tư á, là những thiện pháp nào đang có làm được tăng trưởng lên. Thì cái những thiện pháp mà đang có đó, chúng ta đang tu tập về giới, đang tu tập về định, định thiền chỉ hay định thiền quán, rồi chúng ta đang tu tập về cái tuệ quán, chúng ta quan sát về cái sự vô thường, quan sát về cái khổ, quan sát về sự vô ngã, thì cái giới định tuệ này chúng ta phải làm liên tục, thường xuyên, chứ không phải là khi nào vui là chúng ta mới quan sát về cái nghe vô thường khổ vô ngã, rồi hay là tu tập cái hướng nào là thoải mái thì kia chúng ta mới ngồi lại tu thiền kia, mà phải là tu thiền nếu mà tích cực thì lúc nào chúng ta cũng có thể tu thiền được, lúc nào chúng ta cũng có thể tu tập về những cái đề mục, giống như chúng ta thường nói rằng quý vị những người mà Phật tử mà cái chuyên cần đó, trước khi đi ngủ cũng cái niệm tưởng với ơn Đức Phật, rồi sau đó khi thức dậy cũng niệm tưởng với ơn Đức Phật, hay làm cái gì nếu mà trong thời gian rảnh thì cứ ngồi niệm tưởng với ơn Đức Phật, mà không để cho thời gian nó trôi qua một cách trống rỗng, một cách vô vị, thì làm cái mình duy trì được cái giới định tuệ này để cho nó khắng tích. Thì khi mà quý vị mà duy trì được cái giới định tuệ khắng tích như vậy và với tâm lý là hướng tới niết bàn, thì sẽ là gieo duyên với cái Phật pháp của chúng ta. Trong cái ba cái pháp mà họ vô thường khổ vô ngã đó, thì cái pháp mà vô ngã đó chỉ xuất hiện trong thời có đức chánh đẳng giác mà thôi. Tức là cái pháp vô ngã chỉ xuất hiện trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, và chỉ có Đức Thế Tôn là cái người làm hiển lộ cái tướng vô ngã mà thôi. Ở trong thời mà không có giáo pháp Đức Thế Tôn, những vị Bồ Tát cũng có thể thấy vô thường, cũng có thể sông cạn, rồi đá bồi, nước bồi, hay là đất bồi, hay là non ngòn, đá lở, vân vân, cũng thấy là vô thường vậy. Và cũng thấy những cái sự khổ, thấy những người ăn xin, thấy những cái người lê lết, và những cái người mà đau khổ vì chiến tranh cũng có. Ở đây chúng tôi cũng nhớ lại một cái mẫu chuyện về trong cái bộ Tiên Vua Một Sừng đó. Nên thì là có một vị vua rất là nhân từ, nhưng mà ở cái có một cái người cẩn thận á là phạm rất là nhiều việc sai quấy. Nhiều lần rồi vị vua này mới nhắc nhở không có trừng phạt, nhưng mà do nhắc nhở mà không trừng phạt vậy, vị cẩn thận này càng làm những cái chuyện sằng bậy nhiều hơn. Rồi cuối cùng thì hồi đức vua cũng người từ tâm mà cho nên không có xử phạt, mới đuổi ra khỏi quốc độ. Thì ông quen cẩn thận này á, ông đi sang đồng quân với một cái đất nước khác, vì ông ở trong cái triều đình của đức vua cho nên ông hiểu rất rành về cái nội tình của đức vua, cho nên mới sử dụng vị vua mới đó đem quân xâm chiếm. Bởi vì ông nói rằng đức vua này á là sợ sát sanh lắm, sợ chiến tranh lắm, mà khi mình tấn công là sẽ thắng thôi. Khi mà cái kéo quân đi tới cái kinh thành của đức vua này, đức vua này hiền hòa chứ không phải là kẻ nhút nhát. Đức vua này là người có tâm từ chứ không phải là có tâm run sợ. Thì mà khi mà làm quá rồi đó, ngài mới đem binh tới, mình ngài mới tụ họp binh lính ra, mới ra xong ra chiến trường. Mà với quy luật của ngài cho nên chỉ một cái trận đánh chớp nhoáng thôi, thì những cái binh lực của phiến loạn quân á nó bị tay đổi, tức là bị tán loạn mà chạy. Bởi vì cái vị vua này sống về cái hạnh tâm từ rất là tốt, chứ không phải là do nhút nhát mà sợ. Khi cần thì ngài cũng sẽ thể hiện cái sức mạnh của mình, và do cái đức độ của tâm từ của ngài, cho nên khi ngài kéo quân tới, cái đám phiến loạn nó chống cự không lại, nó bỏ đi, bỏ lại một cái bãi chiến trường đầy những cái người gươm giáo này kia, bỏ chạy. Thì vị vua này đứng mới quan sát xong
À, tự nhiên thấy rằng cái sở dĩ mà chúng sanh mà gây náo loạn với nhau, rồi sở dĩ mà chúng sanh mà gây hấn với nhau, chúng sở dĩ mà chúng sanh mà tàn hại lẫn nhau, bởi vì do những cái miếng mồi vật chất này, à, tức là những cái ngai vàng này, những cái tham dục này, ngài đưa tâm này quán xét như vậy thì sự khổ của chúng sanh thì khi bị những cái tham dục, khi bị những cái sân hận, khi bị những ganh tị, hay đi tìm cái kiếm những cái dục lạc này, nó dày dò như thế nào, ngài đứng ngài quán sát xong thì chứng quả phần độc giác. À, thì khi các quan là thỉnh đại vương về hồi cung, thì đức vua nói là họ ta không còn đức vua nữa. Thì cái quan ngạc nhiên, đại thần ấy, ngài vẫn còn đức vua mà sao ngài với ngài không còn đức vua, ngài là cái gì? Thì cái đức vua mới nói rằng ta đây trở thành là vị Phật độc giác rồi, à, ta không còn là đức vua nữa. À, cho nên cái quan đại thần mới nói cái đức Phật độc giác không có hình tướng như đại vương. À, Đức Phật này nó độc giác hỏi như vậy chứ Đức Phật độc giác có hình tướng như thế nào? Đức Phật độc giác có hình tướng là vị sa môn, chứ không phải là mang cân đai áo mão như đại dương. Thì vừa nói xong á, cái đức vua nói vậy thì ta trở thành một vị Phật độc giác. Lập tức tên thân của ngài bộ y vàng xuất hiện và những râu tóc của ngài rụng hết, thì trở nên là một cái vị Phật độc giác. Và ngài nói lên câu kệ ngôn mà ngài phát minh, ngài thi hóa như sao nè, bỏ gậy gọc giả từ vũ khí, không còn gây khổ lụy quần sanh, không con không vợ đồng hành, thà như tê giác một mình ta đi. Hai cái câu kể đầu tiên trong cái bài kinh Tây Ngu Một Sừng. Bỏ gậy gọc giả từ vũ khí, không còn gây khổ lụy quần sanh, không con không vợ đồng hành, thà như tê giác một mình ta đi. Ở đây nên chúng ta thấy rằng trong thời mà không có cái giáo pháp của Đức Phật á, về cái các vị hiền sĩ, các vị ẩn sĩ cũng có thể thấy vô thường, cũng có thể thấy khổ. À, nhưng vì không thấy được cái lý vô ngã, không thấy được cái tướng vô ngã, không được thấy được cái lý vô ngã, cho nên các cái người nào thấy được cái lý vô ngã, thấy được tướng vô ngã thì mới chứng đắc được đạo quả, giống như câu chuyện của Phật độc giác vậy. Nhưng để làm hiển lộ cái tướng vô ngã, hiển lộ được cái lý vô ngã thì Đức Phật độc giác không làm được, chỉ làm hiển lộ được cái tướng vô ngã hay làm hiển lộ được cái pháp vô ngã chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác là thôi. À, cho nên hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta phải biết rằng cái lý vô ngã hay cái tướng vô ngã này chỉ có trong thời Đức Chánh Đẳng Giác là thôi, cho nên chúng ta không nên vi phạm. Và bất kỳ một gì đó chúng ta phải nhủ tâm rằng cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. À, nó là một cái vật của thế gian chúng ta tạm mượn mà thôi. Cái vinh hoa phú quý mà chúng ta có, cái là cái đó chúng ta tạm mượn của nghiệp. Rồi một cái nghiệp thiện nó cho chúng ta vinh hoa phú quý, rồi một lúc nào đó cái thiện nghiệp nó hết thì cũng giống như một vật mượn của người ta thôi, một lúc nào đó cũng là phải trả lại thôi. Cái người mà có đầy đủ vinh hoa phú quý thì cái người đó tưởng rằng mình có phước, đây là một cái điều cũng là sai lầm nữa. Cái phước mà gọi là chúng ta nói là có phước đó, thì không phải là do cái có vinh hoa phú quý, có tiền nhiều, có những cái vật dụng đầy đủ mới gọi là có phước. Mà cái người gọi là có phước là cái người phải chứng đạt được một trong thánh đạo, tức là người phải thấy được niết bàn lần thứ nhất, cái người đó mới được gọi là người có phước, được không? Cái bên kia dù cho tiền bạc nhiều, dù cho cái danh vọng nhiều, rồi dù cho có lên danh đẳng cao hay là có đầy đủ những tiện nghi, thì tất cả cái đó là cái vật chúng ta mượn. Mượn của ai? Mượn của nghiệp thiện. Một lúc nào nghiệp thiện hết thì chúng ta phải trả lại thôi. Nó sẽ bị ấy thôi. Chỉ có khi mà chúng ta chứng đạt được niết bàn thì cái sự mà chứng đạt được niết bàn đó thì thuật ngữ được gọi là bậc dự lưu. Thì bậc dự lưu đó, khi là chúng ta không chứng đạt được nhất lai thì bậc dự lưu vẫn mãi mãi là của chúng ta. Ví dụ như bà Visakha chứng quả dự lưu lúc 7 tuổi, bà sống 120 tuổi thì 113 năm còn lại bà vẫn là bậc dự lưu, bà không có thay đổi. Không ai gọi bà Visakha 50 tuổi không phải là bậc dự lưu cả, mặc dù bà chứng lúc 7 tuổi mà
chứng quả dư lưu lúc 7 tuổi và sống 120 tuổi, thì 113 năm còn lại bà vẫn là bậc dư lưu. Rồi sau đó bà tái sanh lên tới cõi tha hóa tự tại, cũng là bậc dư lưu. Rồi trong cái cõi tha hóa tự tại đó bà chứng được Nhất Lai đó. Bây giờ quả vị dư lưu mất, nhưng nó được tăng trưởng lên, nó được tăng trưởng lên thành quả Nhất Lai. Rồi từ cái quả Nhất Lai đó bà mới đi xuống cõi tha hóa tự tại qua sinh quá đạt tiên làm vị thiên hậu. Ở cõi này bà chứng quả Bất Lai, thì cái quả Nhất Lai mất đi, nhưng mà xuất hiện cái quả Bất Lai cao hơn nữa, tức là tăng trưởng, cho nên cái thiện nghiệp này được tăng trưởng lên. Cái thiện nghiệp đang có hay đã có được tăng trưởng lên, đây là cái nỗ lực của cái tứ chánh cần là như vậy nha. Rồi cuối cùng là chuyển quả A La Hán, thì cái quan niệm gọi là có phước đó, quan niệm có phước đó. Thì cái phước, cái người mà gọi là có phước là cái người đó làm cách nào chứng được Niết Bàn dù là một lần thì mới được gọi là có phước, bởi vì nó sẽ vĩnh viễn cho quý vị. Còn cái vua chuyển quân vương, thậm chí là Phạm Thiên, thậm chí là Chư Thiên, là vua cái vũ trụ, kiếp sau có thể thành làm người, nhưng kiếp thứ ba có thể đó xuống bốn cột cảnh. Vị Phạm Thiên trong cái kiếp đó là vị Phạm Thiên chẳng hạn, dứt cái kiếp Phạm Thiên rớt xuống làm người hay làm Chư Thiên, sau kiếp thứ ba có thể rớt xuống bốn khổ cảnh. Hoặc là vị Chư Thiên chẳng hạn, đang là Chư Thiên vậy, có thể rớt thẳng xuống khổ cảnh, như câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền vào cái buổi trăng, buổi trời trăng tốt đẹp, trăng rằm á, thì ngài mới vừa cạo tóc, trên da ngài bóng sáng, như cái người hành thiền da bóng sáng rất là sáng, rồi cánh trăng nó chiếu vô trong da đầu ngài mới phản chiếu nó hất ra, thì hai con dạ so đi ngang qua, một cái con dạ so bị cái ánh trăng nó chiếu trên đầu của ngài Xá Lợi Phất, đầu ngài Xá Lợi Phất rất là bóng láng, cho nên nó phản chiếu cái ánh trăng nó vô mắt của con dạ so này. Con dạ so này tức quá, mới nói ta sẽ đập cái bể đầu cái ông Sa Môn này. Con dạ so bạn nói không, ông Sa Môn này là bậc có đại thần lực, nhớ là đừng đụng chạm tới. Con dạ so kia nó không chịu, nó mới cãi lời người bạn đó, nó dùng một cái chùy nó đập vô đầu của ngài Xá Lợi Phất. Mà trong bản sứ giả giải thích rằng cái chùy đó đó, mà khi mà đập đó, có thể làm tan một cái ngọn đồi nặng như vậy đó. Thì ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy dạ so đập ngài Xá Lợi Phất, ngài định can thiệp nhưng mà không kịp. Thì khi mà đập xong á, con dạ so la lên, cái gì nóng quá nóng quá, thì ngọn lửa A Tỳ ở dưới phọt lên chụp lấy con dạ so kéo thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Thì ngài Mục Kiền Liên đi tới mới thấy ngài Xá Lợi Phất tỉnh dậy, mới nói rằng vừa rồi có một dạ so nó cầm chùy đập vô đầu của ngài, cũng như hiền giả gì hả, thấy như thế nào. Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng tôi thấy hơi ê ê ê ê thôi, nếu nào giúp bị ê ê ê ê. Mà quý vị biết rằng á, một cái chùy này đó mà đánh có thể tan được một cái ngọn đồi nhỏ cái bít, mà ngài Xá Lợi Phất cảm thấy ê ê ê thôi, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới tán thán nè, thật khi ủ thai thật là kỳ diệu thai, một con dạ so đánh đầy một cái chùy vào đầu của tướng quân chánh pháp mà tướng quân chánh pháp chỉ cảm thấy ê ẩm mà thôi. Thì nghe ngài Mục Kiền Liên tán thán vậy, ngài Xá Lợi Phất tán thán trở lại, mà thật khi ủ thai thật kỳ diệu thai, cái thần lực của hiền giả Mục Kiền Liên đã thấy một con dạ so, còn riêng con một con ngạo quỷ tôi cũng không thấy, tại lúc ngài đang ngồi thiền mà ngài đâu thấy con ngạo quỷ là đâu. Hai vị mới tán thán lẫn nhau như vậy. Lúc này đang là một Chư Thiên dạ so có thần lực vẫn bị rớt xuống khổ cảnh ngay lập tức này như vậy. Cho nên khi nào cái gọi là cái người mà có phước á, không phải là có danh cao, không phải là có đầy đủ tài lộc, không phải là đầy có đồ chúng nhiều, không phải, mà cái người là gọi là có phước là cái người chứng được một lần Niết Bàn để gọi người có phước. Là cái người đó là cắt đứt đi bốn dòng khổ cảnh, không rớt xuống địa ngục, không có cái sanh làm ngạ quỷ, không sanh làm súc sanh, không sanh làm thần quỷ. Ở trong bài kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn ngài cũng phán dạy rằng có cái năm cái loại tà kiến thuộc về Niết Bàn. Một loại thứ nhất là một ý nghĩ cho rằng thọ hưởng năm dục, thọ hưởng sắc thinh hương vị xúc, đó là Niết Bàn. Đây là một loại tà kiến thứ nhất. Loại tà kiến thứ hai
là cho rằng chứng đắc cái hỷ lạc tốt đẹp nhất của sơ thiền đó là cái niết bàn, tức là lạc sơ thiền là niết bàn. Ở đây là một cái tà kiến thứ hai. Tà kiến thứ ba, họ cho rằng cái lạc của nhị thiền đó là niết bàn. Ở đây là cái tà kiến thứ ba. Tà kiến thứ tư, họ cho rằng cái lạc của tam thiền đó là niết bàn. Và cái điều thứ tư, điều thứ năm là cho rằng chứng đạt được tứ thiền, trạng một trạng thái không khổ không lạc, đó là cái niết bàn. Thì cái điều này Đức Phật gọi là niết bàn hiện tại kiến, tức là năm loại niết bàn này. Cho nên ngay cái giai đoạn đầu mà chúng ta thấy rằng cái người mà chủ trương là thọ dụng cái vật chất là sắc tinh hương vị xúc này kia, là được cái danh tiếng, được cái giàu sang phú quý, cho rằng là mình có phước, thì đó là một quan niệm sai lầm, thì tức là một cái tà kiến, nó được gọi là niết bàn hiện tại kiến. Mà cái người có phước thật sự phải là người thấy được niết bàn và người đã chứng được tối thiểu là một quả, tức là sơ quả như vậy. Và cho nên thì chúng ta với cái chúng tinh cần là chúng ta làm cho những cái bất thiện pháp chưa có, đang có thì bị đoạn tận. Còn những thiện pháp chưa có, nó bất thiện pháp chưa có không được sanh lên. Mà hai cái bất thiện pháp này nặng nề nhất vẫn là cái thân kiến, bởi thân kiến là cái pháp mà ngăn chặn đạo quả, nhất là sơ quả hay là dự lưu quả nha. Và là cố gắng làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, tức là cái giới định tuệ chưa có được sanh khởi lên, và làm cho duy trì cái giới định tuệ đang có được ngày càng tăng trưởng để cho chứng đạt được cái niết bàn. Ở đây là cái pháp Atabi, tức là cái chánh cần đó, chánh tinh tấn hoặc là chánh cần đó. Đây là cái giai đoạn khởi đầu. Cho nên cái người mà tu tập về cái Atabi phải nắm bắt được cái điều này. Tóm lại Atabi tức là mình hành pháp một cách vừa phải, không có quá năng động, dùng tinh tấn không quá năng động, để rồi mình sẽ cảm thấy là khổ sở hay là kinh hoàng hay là thối lui hay là nhục chí. Đó, vừa phải với sức mình chịu đựng tới đâu mình sẽ hành tới đó, và mình hành một cách kiên trì, và mình cố gắng làm cho những cái bất thiện pháp nó chưa sanh không sanh khởi, làm cho những bất thiện pháp đang có bị tiêu diệt, làm cho những thiện pháp chưa có được sanh khởi, và làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng. Nói cho tóm lại là Atabi đây muốn ám chỉ ra là cái người mà thực hành giới định tuệ, bởi vì giới định tuệ được sanh khởi lên thì những bất thiện pháp chưa sanh không sinh khởi, những bất thiện pháp đang có đã bị đoạn tận, và những thiện pháp đang có chưa có được sanh khởi, và những thiện pháp đang có được tăng trưởng lên. Và đến đây chúng ta sẽ thấy là cũng cái chữ Atabi với sự vừa trình bày của chúng tôi đối với quý vị cũng tùy vào tạm đủ. Và hôm nay chúng ta thấy rằng cái thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, xin cũng vừa nghe chư tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử, và chúng tôi cũng không quên hồi hướng cái quả phước này đến cho chư thiên, nhất là chư thiên tứ đại vương, chư thiên cõi trời đạo lợi, và nhất là chư thiên người chung quanh đây, mong rằng các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ với chư tôn đức tăng cũng như toàn thể chư Phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, thành tựu được giới định tuệ, và nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho toàn thể thân bằng quyến thuộc của chư Phật tử đang tại tiền sẽ được sự an vui, còn như đang ở nơi đang ở cảnh giới nào cũng được thọ lãnh quả phước này để được tấn hóa trong Phật pháp, để được an lạc, và sau cùng nương theo quả phước này xin chia đều tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng để được sự an vui, được sự tấn hóa, nhất là chứng đạt được niết bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sằng Khà Giác.